Thưa quý vị, mới đây Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, nhằm tạo điều kiện cho học sinh đi thi trung học phổ thông, đi thi và nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, công ty thực hiện chương trình giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu. Cụ thể, mỗi giấy báo thi, thẻ dự thi học sinh được mua một vé cho học sinh và một vé cho thân nhân đi cùng, cho một lượt đi và một lượt về. Tương tự, với giấy báo nhập học, học sinh được mua một vé cho lượt đi và một vé cho thân nhân đi cùng. Thời gian áp dụng từ nay đến hết ngày 28 tháng 12. Khi mua vé đi tàu, học sinh cung cấp giấy báo thi, thẻ dự thi, giấy báo nhập học và giấy tờ tùy thân hợp lệ. Theo đó, các hành khách là học sinh, sinh viên có thể mua vé tại các nhà ga, điểm bán vé của ngành đường sắt. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.